khi mới mua được chiếc nhẫn tôi kiểu em bé bé trời ơi chị mới mua chiếc nhẫn nè chị mới mua chiếc nhẫn bé ơi Kim Cương em chị mới mua chiếc nhẫn anh em mới mua chiếc nhẫn nè trời ơi ôi ơi mỗi một thằng nó sáng dễ sợ luôn không ai chịu nhìn hết trơn á trời anh mới mua chiếc nhẫn nè anh mới mua chiếc nhẫn trời ơi Kim Cương trời ơi là trời em đi bán vé số đó anh tài xế em gom tiền cả năm nay đó trời ơi mồ hôi nước mắt rồi em nó móc túi rồi này kia cái mua được chiếc nhẫn nè wow. Anh thấy ghê không trời ơi bao nhiêu công sức anh đi móc túi của người ta đó lấy anh xuống cởi túi anh nha đó hồi em xuống là mất luôn cái dàn ghế phía sau đó đâu cái túi tiền anh để ở đâu rồi đeo trong người rồi đeo luôn trời ơi trời một hồi anh mở cửa một cái là mất cái túi liền nó chạy 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 em mới mua chiếc nhẫn chị trời ơi anh thấp anh ơi anh em mới mua chiếc nhẫn luôn á anh anh mới mua chiếc nhẫn chị em mới mua chiếc nhẫn nè trời ơi nhẫn đẹp muốn chết luôn anh em mới mua chiếc nhẫn mới mua đồ này vắng quá để lựa đồ nào đông đông đi để người ta mới thấy chiếc nhẫn của em đó anh em mới mua chiếc nhẫn năm ly chị năm ly á chị mới mua nhẫn nè chị ơi mấy chị đổ xăng em mới mua nhẫn nè trời ơi mấy anh chị dừng xanh đèn đỏ trời mới mua chiếc nhẫn anh ơi là trời ừ thôi nha ê anh em mới mua chiếc nhẫn nè chị em mới mua chiếc nhẫn đó chị sao anh chị ha năm ly chị trời ơi mới mua chiếc nhẫn 5 ly mà hả tao nói quấy cái ngón này nó mới sang nha mấy ngón giữa này mới sang nè trời ơi nó sáng cái lỗ mũi luôn á quấy là nó sáng cái lỗ mũi luôn sáng sâu luôn này nè không trời ơi bây giờ mà quấy cái mũi nè quấy nè mà ăn luôn cái ngón này cũng được nữa cũng sang nữa mới mua chiếc nhẫn trời chị bấm vô anh trên đây thôi cái này đi tay của sao tay vì sao chị tay khi bị tập hay gì